Daisy, đã bắt đầu dao động với thằng Toàn Phong rồi. Tôi muốn trở về Paris ngay. Về Paris anh sẽ giải quyết được điều gì? Tôi chỉ sợ Daisy sẽ biến những oán hận thành nhớ nhung khi mà cô ấy vẫn còn ở đây. Lúc nãy con có thấy chú Trung á, ở trên phòng làm việc của ba đi xuống á. Con hỏi thì chú ấy nói là ba nhờ chú ấy lấy hồ sơ gì đó. Cậu An, cậu bắt ngay thằng Trung cho tôi. Đến lúc rồi đó. Khoan anh, để coi anh ta làm cái gì cái đã. Tôi hy vọng là ông đã có được những thứ tôi cần. Tôi đã phải đánh đổi tất cả, kể cả cái mạng của tôi, để làm việc cho cậu đó. Giờ tôi chỉ mong cậu thực hiện đúng lời hứa thôi. Để coi ông mang gì cho tôi đã. Đây là tất cả số tiền bẩn của ông Quyền. Nói đúng hơn, mọi khoản tiền bẩn của ông Quyền đều rõ nguồn ở đây. Dù chưa đầy đủ, nhưng nó mang lại cho ông ta 70% sức mạnh. Ông đưa ra một cái GSP đơn giản như vậy và nói những điều to tát. Ông nghĩ là tôi sẽ tin. Lúc giết thằng Minh xong, cô nghe có tiếng giày cao gót bước vô phòng nên cô phóng vô tủ trốn. Qua khe cửa thì cô thấy hình như bóng dáng một người con gái. Lúc đó cô chợt nghĩ, người đó có thể là Lưu Dân. Nè, cô có kiểm soát được lời nói của cô không vậy? Cô mệt mỏi rồi, cô muốn ăn, muốn ngủ. Được không con rể? Cô không đơn giản như tôi nghĩ. Cậu chưa từng mất người thân, cậu không hiểu được đâu.